Cũng liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ, mới đây, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có những phát biểu xoay quanh việc ông Trump có điều hành đất nước tốt đẹp như là những gì ông đã hứa trong chiến dịch tranh cử hay không, cũng như là việc bà ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump hay là Tổng thống Nga Putin. Theo đó thì bà chống lại cả hai. Có mặt tại Washington DC, điểm dừng đầu tiên để quảng bá cho cuốn hồi ký What Happened, tạm dịch là điều gì sẽ xảy ra về chiến dịch tranh cử Tổng thống năm ngoái. Bà Hillary Clinton đã cáo buộc Tổng thống Trump đặt ra mối nguy hiểm với đất nước. Tôi hy vọng sẽ nghe những lời hòa giải và việc sẽ đưa đất nước này đoàn kết lại với nhau sau một chiến dịch tranh cử gây chia rẽ. Thế nhưng việc đó không xảy ra. Tổng thống Trump và những cộng sự của ông ấy đang đặt ra một mối đe dọa rõ ràng với tương lai đất nước chúng ta. Chính quyền mới đang bóp méo thực tế. Còn việc nghiêng về phía ông Trump hay ông Putin, tôi xin trả lời là tôi chống lại cả hai người đó. Cuốn sách What Happened, dài 512 trang, kể lại những suy nghĩ và cảm giác của bà Clinton khi đối mặt với ứng cử viên Đảng Cộng Hòa ông Donald Trump. Những sai lầm mà bà mắc phải và cách bà vượt qua cú sốc thất bại để quay trở lại mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, bà Clinton cũng chỉ ra một số yếu tố mà bà cho là đã giúp ông Trump chiến thắng, trong đó có việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử và cuộc điều tra do Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI James Comey tiến hành nhắm vào việc sử dụng email cá nhân bất cẩn của bà khi làm Ngoại trưởng.